Chú rể huy động 66 xe giao hàng đi đón dâu ồn ào khu phố. Nhìn đoàn xe máy đón dâu và các tài xế mặc đồng phục xuất hiện, nhiều người tò mò xen lẫn thích thú. Đám cưới là ngày trọng đại của mỗi người. Trong ngày này ai cũng muốn mọi thứ thực sự nổi bật, mang lại nhiều niềm vui. Mới đây, một đám cưới ở Hà Nam, Trung Quốc gây chú ý bởi màn rước dâu hiếm có. Thay vì dùng xe hơi để rước dâu như bao đám cưới khác, chú rể quyết định dùng 66 chiếc xe máy giao hàng đến nhà cô dâu. Chị Hồ, chị họ của chú rể cho biết, chú rể là một shipper. Vì muốn ngày cưới của mình mang ý nghĩa đặc biệt và có ấn tượng sâu sắc với mọi người, anh quyết định nhờ các đồng nghiệp đi đón dâu. Tuy nhiên anh không chọn xe hơi sang trọng mà chọn những chiếc xe giao hàng. Những người lái xe cũng mặc trang phục màu vàng, là màu áo đồng phục của công ty anh làm việc. Số xe chú rể chọn là 66 chiếc. Theo anh đây là con số có ý nghĩa may mắn, hạnh phúc, tài lộc đầy đủ. Người chị họ thông tin thêm, nhà cô dâu chú rể chỉ cách nhau 16 km nên việc di chuyển bằng xe máy không gây khó khăn gì. Họ hàng nhà cô dâu cũng ngồi trên những chiếc xe máy này về nhà chú rể. Toàn bộ quãng thời gian đi lại chỉ mất chưa đầy 2 giờ. Để hoàn thành những việc này, cô dâu chú rể phải chuẩn bị trước gần 1 tháng và nhờ nhiều đồng nghiệp hỗ trợ. Nhìn cảnh một đoàn xe giao hàng, người lái mặc đồng phục lao trên đường, nhiều người tò mò về đám cưới. Đa số để lại những bình luận khen ngợi cho ý tưởng sáng tạo của cặp đôi. Thật là một ý tưởng sáng tạo, chúc phúc cho cô dâu chú rể thật nhiều, một người bình luận. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng đón dâu bằng xe máy đẹp và thú vị đến vậy. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, người khác viết.